Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Nửa Đen, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án Roboty, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Bitest. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat bot. Tiếp theo chúng ta sẽ hoàn thành phần captcha. Lỗi captcha PP25 vẫn lỗi à? 88ZX có phân biệt chữ viết hoa ký tự không nhỉ? Rồi ok chúng ta nút continue. Đã rồi của loop Telegram channel nhụ đầu tiên này. Ok, tiếp theo chúng ta mở cái tester ra. Ở đây thì nó sẽ có cả cái phần đi download cái upper nữa này. Joking channel này. Adobe Spec, chúng ta mở tester Adobe Spec ra. Đối với những tester, chúng ta chú ý là có một cái nhiệm vụ đó là chia sẻ bài đăng. Có thể test đồ này đã. Đây, bây giờ mình sẽ làm nhé. Ta follow này. Like, chọn Cloutit này. Đây này. Ok, giờ thì mình sẽ test thêm người dùng. Đây này. Tweet này. Rồi, đã xong cái phần này. Phần tiếp theo là Android Spec, chúng ta tìm đến với dự án Bitag. Ở đây thì ta sẽ gửi profiling của tester, chúng ta gắn về từ nhà copy phần profiling đi. Về đây đã. Ok, submit. Bây giờ các bạn sẽ tải cái ứng dụng Bitag về. Thì sau khi tải thì các bạn sẽ điền cái tên mà hiển thị ở mà các bạn đã review vote 5 sao. Bây giờ mình sẽ tải nhé. Chúng ta sẽ điền phần tên. Nếu các bạn ghi điện tiếng Việt thì các bạn cũng cứ ghi tiếng Việt như bình thường thôi nhá. Ok, chọn đôn nào. Tiếp theo chọn yên này. Phần ví các bạn dùng ví ETH ở trên chiếc wallet hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH, sau đó các bạn quay trở lại các bạn paste vào. Các bạn nhớ tải ứng dụng xuống và vote 5 sao ở trên Zepplay nhé. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Bitag, một dự án iRoad mới, đây một dự án nền tảng VPN. Bây giờ lúc này thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em theo dõi video và xin chào các bạn. Video tiếp theo.